Kính thưa quý vị, tàu Hải quân Hoa Kỳ trở lại Đà Nẵng. Khu trục hạm USS Chung Hoon và tàu cứu hộ USNS Savor của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm 5 ngày. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói trong thời gian hai tàu Hải quân Hoa Kỳ ở Việt Nam, Hải quân vùng 3 của nước chủ nhà và Hải quân hạm đội 7 của Hoa Kỳ sẽ có các hoạt động hợp tác phi tác chiến, bao gồm trao đổi chuyên môn về điều khiển, bảo trì, hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Thông cáo của Đại sứ quán cũng nói, chuẩn đô đốc Tư lệnh Tom Carney thuộc lực lượng hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, Đại tá Paul Shields thuộc đơn vị tham mưu hàng hải, hạm trưởng của tàu USS Chung Hoon và tàu USNS Savor và Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Robert Ogburn đại diện cho phái đoàn Hoa Kỳ tại lễ đón chính thức. Báo Vietnamnet đưa tin các quan chức Bộ Quốc phòng, vùng Ba Hải quân và thành phố Đà Nẵng đã tiếp đón phía Hoa Kỳ nhưng không nêu tên tuổi của bất kỳ quan chức nào. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, một cuộc họp báo ngắn cũng đã diễn ra sau lễ đón tiếp, nhưng báo chí trong nước thì không nói đến cuộc họp báo này. Đây là lần thứ hai khu trục hạm USS Chung Hoon cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Năm 2011, chiến hạm này đã ghé thăm Đà Nẵng. Tàu USS Chung Hoon được đặt tên theo chỉ huy của đội tàu khu trục nổi tiếng nhất Hải quân Hoa Kỳ. Đô đốc Gordon Pye Chung Hoon, người từng 3 lần là chỉ huy trưởng chiến dịch hải quân, hạ thủy vào tháng 9 năm 2004 với 4 động cơ đẩy USS Chung Hoon dài 155m, rộng 18m, trọng tải hơn 9.000 tấn và có tốc độ 30 hải lý một giờ. Tàu có thể hoạt động độc lập hay trong nhóm tìm kích lớp USS Arleigh Burke. Đây là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến phòng không, tác chiến chống ngầm và tác chiến chống tàu nổi. Hải quân Hoa Kỳ có 57 tàu tương tự và có nhiều tàu đang được đóng mới. Hệ thống radar hiện đại thuận lợi cho việc hoạt động thường xuyên trên biển bất kể thời tiết. Mặc dù có những bất đồng về nhân quyền, hai nước vẫn tiếp tục xúc tiến các lĩnh vực quan hệ khác, trong đó có quân sự, thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, các chuyên gia theo dõi quan hệ hai nước nói rằng hai bên chỉ thực sự có quan hệ chặt chẽ một khi những vướng mắc về nhân quyền được giải quyết.